Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, ảnh hưởng lớn đến phong trào hiến máu tình nguyện trên toàn quốc. Rất nhiều tour lấy máu lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh bị hủy. Chỉ vài ngày tới, ngân hàng máu bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm đến ngưỡng báo động nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ. Trước tình hình cấp bách này, hôm nay Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự và Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra buổi hiến máu tình nguyện tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngay từ sáng sớm thì hàng trăm cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự đã có mặt để đăng ký các thủ tục hiến máu tình nguyện. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng máu dự trữ của ngân hàng máu đang khan hiếm thì những giọt máu quý giá từ tình cảm, trách nhiệm và sự tiên phong của cán bộ, chiến sĩ, học viên nhà trường quân đội mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch. Đây là lần thứ tư học viên Lê Năng Huy tham gia hiến máu tình nguyện do Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự phát động. Với ý nghĩa sâu sắc của phong trào hiến máu nhân đạo, gần 300 cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đã hăng hái đăng ký tham gia trong đợt này. Thông qua đơn vị máu của tôi thì tôi mong muốn nó có thể cứu chữa được cho nhiều bệnh nhân và một phần nào đó giúp cho những y bác sĩ ở tuyến đầu phòng dịch tại các địa điểm y tế thì có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giao trong phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành một cái phong trào và nó thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn trường có cái hiệu ứng tinh thần rất tích cực, thể hiện được cái tinh thần tương thân tương ái và cũng là cái thể hiện cái nghĩa cử cao đẹp của bộ đội cụ Hồ. Còn tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên cũng tham gia hiến máu tình nguyện. Tại địa điểm hiến máu, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được thực hiện nghiêm ngặt. Hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa được nhà trường duy trì liên tục trong nhiều năm qua và đến nay đã cung cấp được hơn 5.000 đơn vị máu cho các bệnh viện phía Nam. Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, thì việc làm ấy càng mang ý nghĩa thiết thực. Chính vì vậy mà mỗi học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 chúng tôi đều sẵn sàng tích cực tham gia vào hoạt động hiến máu với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Hiện nay, lượng máu dự trữ tại Ngân hàng Máu của thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần, chỉ còn xấp xỉ 5.000 đơn vị máu. Hoạt động hiến máu cũng bị hoãn ở nhiều nơi do thành phố thực hiện giãn cách. Do vậy, gần 600 đơn vị máu dự kiến Bệnh viện Quân y 175 thu được qua hoạt động hiến máu tình nguyện tại các đơn vị gồm Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 2 hôm nay cũng như sắp tới đây là tại Trường Sĩ quan Công binh sẽ là sự bổ sung nguồn máu rất kịp thời giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu sống qua hàng ngàn đơn vị máu được hiến tặng. Quân y 175 là cái đơn vị vừa tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhưng cũng là cái đơn vị có những cái trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19. Có thể nói rằng những cái đơn vị máu của các cán bộ chiến sĩ thì hiến cho các bệnh nhân rất ý nghĩa trong cái thời điểm mà dịch bệnh và đặc biệt là cái thiếu máu của toàn ngành y tế. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2020 do Bộ Quốc phòng phát động, phong trào hiến máu tình nguyện trong các đơn vị đã và đang được đồng loạt triển khai, trở thành đợt hoạt động cao điểm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm đáp ứng kịp thời nguồn máu cho công tác điều trị trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Những ngày tới, nhiều học viện, nhà trường quân đội khu vực phía Nam sẽ đồng loạt tổ chức hiến máu, và dự kiến sẽ có hàng ngàn đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến tặng cho các bệnh viện. Đây là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn và đóng góp những giá trị thiết thực của quân đội cho cộng đồng.